mẹ. Cha con xin tiền nha. Khoan, tiền làm gì hết? Đừng nói với tôi á, tụ tập bạn bè nhậu nhẹt ăn chơi đàng đúm nha. Hay đi du lịch Bali Balo hết rồi. Con là chỉ có đi Đà Lạt một tháng một lần thôi à. Trai hả? Cái này là mẹ coi thường con rồi nha. Gái của mẹ, trai không nuôi thôi, mất mớ gì con nuôi trai, đúng không? Nè, đừng nói với tôi nè, dạo này cô đi học đánh gôn nha. Cô làm gì hết? Con... cái này nè. Đúng là khôn nhà dạy chợ. Mẹ có cấm mày chăm sóc bản thân đâu, nhưng tại sao không chọn cái phương pháp nào đó đơn giản hơn? Nè, em ơi, anh tới rồi. Em ơi, đưa tiền đi chợ em. Ừ. Hả?